Ở những video vừa rồi thì chúng ta thấy đối với chức năng đa ngôn ngữ chúng ta đã thực hiện thành công. Bây giờ chúng ta sẽ thử mở rộng vấn đề một tí. Ví dụ như chúng ta đang chọn ngôn ngữ là tiếng Anh thì phần background ở đây nó hiển thị với màu vàng. Còn khi tôi chọn ngôn ngữ là tiếng Việt thì phần background ở đây phải thay đổi thành màu đỏ chẳng hạn. Như vậy với yêu cầu này thì chúng ta có thực hiện được hay không? Và ở đây chúng ta sẽ chuyển khung nhìn. Hiện tại khung nhìn của chúng ta là Android. Tôi sẽ chuyển qua khung nhìn là Rosetta. Và ở đây chúng ta có các folder value gạch n value gạch vi. Value chính là nơi chứa các tài nguyên mặc định về chuỗi, về color, về dimension. Value gạch n cũng là nơi chứa các tài nguyên vừa rồi, tuy nhiên nó dành riêng cho ngôn ngữ là tiếng Anh. Còn value gạch vi cũng là nơi chứa các tài nguyên về chuỗi, về color, về dimension, tuy nhiên nó dành riêng cho ngôn ngữ tiếng Việt. Như vậy, nếu như chúng ta muốn tạo ra một phần định nghĩa màu sắc tùy thuộc vào từng ngôn ngữ khác nhau thì chúng ta chỉ cần tạo ra thêm một tập tin định nghĩa phần color. Do đó tôi sẽ quay lại tập tin Activity Main. Chúng ta tìm xem Text View của chúng ta nó nằm ở đâu. Text View Result. Và chúng ta có thiết lập phần background ở đây. Hiện tại tôi chưa thay thế thành Color Result mà chúng ta gắn cố định một màu nào đó. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra một Color Result và chúng ta thay thế vào đây. Trong folder Value chúng ta tiến hành tạo mới một tập tin Value Result File. Và tên của tập tin tôi sẽ để là Color. Tập tin của chúng ta đã được tạo ra rồi. Và để định nghĩa cho một color thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng thẻ color. Tên của nó là gì? Chúng ta tạm thời đóng thẻ color lại. Và chúng ta quay lại tập tin layout. Nó dành cho Text View Result. Như vậy, Text View Result ship gạch. Và dành cho thuộc tính nào? Đó là thuộc tính background. Tôi thay vào đây background. Và giá trị của nó là gì? Chúng ta chỉ cần copy giá trị này và đem qua đây. Như vậy chúng ta đã tạo ra một color result. Sau khi đã tạo ra color result này rồi, chúng ta quay lại tập tin layout. Và thay vì chúng ta gắn cố định phần mã màu như thế này, chúng ta sẽ thay thành A cộng color, text view result và thuộc tính background. Sau đó chúng ta sẽ thử thực thi lại xem lúc này phần màu của text view có phải là màu vàng hay không. Chúng ta sẽ quan sát ở máy ảo thì các bạn thấy màu vàng nó vẫn hiển thị. Và ở đây tập tin color của chúng ta nằm trong folder value. Như vậy color result này là một tài nguyên mặc định, có nghĩa rằng nó sẽ dành cho tất cả các ngôn ngữ, tất cả các loại thiết bị. Chúng ta muốn có một mã màu dành riêng cho ngôn ngữ là tiếng Anh thì chúng ta chỉ việc copy tập tin color đem vào value gạch n. Đối với ngôn ngữ tiếng Anh tôi vẫn sử dụng mã màu này. Tiếp tục ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta chỉ việc paste vào và chúng ta thay đổi lại phần màu ở đây. Ví dụ tôi thay thành là màu đỏ chẳng hạn, nó đã hiển thị màu đỏ. Hoặc là trong tập tin color của ngôn ngữ tiếng Anh chúng ta cũng thay màu ở đây luôn, tôi cho nó là màu xanh lá cây. Như vậy mặc định thì color nó sẽ hiển thị là màu vàng. Nếu như ngôn ngữ là tiếng Anh thì nó hiển thị là màu xanh lá cây, ngôn ngữ là tiếng Việt thì nó sẽ hiển thị là màu đỏ. Để kiểm tra thì chúng ta quay lại tập tin layout qua phần design. Chúng ta xem phần logo ở đây. Tôi chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Thì các bạn thấy phần background ở đây là màu xanh lá cây. Tôi chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Thì phần background đã thay đổi thành màu đỏ. Ở phần design thì các bạn thấy màu sắc hiển thị đã đúng rồi.
Chúng ta thử thực thi nó trên máy ảo xem liệu rằng việc thực thi trên máy ảo nó có đúng như là chúng ta quan sát ở đây hay không. Mở máy ảo lên. Ngôn ngữ hiện tại là tiếng Anh, do đó phần background có màu xanh lá cây. Tôi sẽ quay lại phần cấu hình. Chúng ta vào phần setting và vào tiếp phần language. Sau đó chúng ta thay đổi ngôn ngữ là tiếng Việt chẳng hạn. Chúng ta sẽ di chuyển đến ngôn ngữ tiếng Việt. Quay lại phần ứng dụng của chúng ta. Thì các bạn thấy nó đã thay đổi thành màu đỏ. Ví dụ tôi thay đổi thành một ngôn ngữ khác. Tôi vào lại phần cấu hình. Ở đây chúng ta có là cài đặt. Tiếp tục chúng ta tìm kiếm đến ngôn ngữ. Đây, ngôn ngữ và phương thức nhập. Check vào đây. Ví dụ chúng ta chọn một ngôn ngữ nào đó. Tôi chọn là tiếng Pháp chẳng hạn, Français. Quay lại phần ứng dụng của chúng ta. Thì lúc này phần background của TextView là màu vàng. Bởi vì tiếng Pháp thì chúng ta chưa định nghĩa một color dành riêng cho nó. Như vậy khi không có một color dành riêng cho nó thì nó sẽ lấy trong tập tên default và nó hiển thị. Như vậy chúng ta đã hiểu rõ hơn về result dành riêng cho các ngôn ngữ. Ở đây không giới hạn ở việc là chúng ta tạo ra gene result dành riêng cho nhiều ngôn ngữ, mà chúng ta có thể tạo ra color result, dimension result dành riêng cho từng ngôn ngữ khác nhau.